唉，anh gà trống oai vệ quá các cậu nhỉ. Giờ này mà có kẻ vẫn ngủ. Cậu làm cái gì mà om sòm thế? Này, cậu không có việc gì làm ngoài việc chọc người khác à? Lêu lêu lêu, có kẻ dậy muộn lại còn cáu kỉnh. Vì tớ phải gác suốt đêm, chứ đâu dỗi việc như cậu. Phải rồi, anh thì làm sao mà biết được. Này nhá, thiên hạ thiếu gà, có mà loạn, còn thiếu anh, chợ vẫn đông. Này gà trống, đừng có lên mặt, việc của cậu tớ làm tốt. Anh thì sao chứ, việc của anh tôi cũng làm tốt. Có giỏi cậu làm đi. Anh dám đổi không? Dám không? Được, được nào cũng đổi. Tuổi trẻ thật là hiếu thắng. Cho trong nhà, gà gáy sáng, chuyện muôn đời chớ mang ra đổi. Cháu quyết rồi, việc của gà có gì khó chứ? Cháu cũng vậy, việc của chó, cháu làm tốt. Thôi được, nếu quyết tâm, ta sẽ giúp. Tối nay khi trăng lên, hãy đến gặp ta. Yeah! Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Nào. Tớ vẫn con mào này. Kỳ diệu quá, giống hệt tớ. Tớ là cháu, tớ cháu. Đến lượt cháu này. Tớ cũng vẫn còn chiếc đuôi. Vẫn đói dậy muộn. Thôi chết, muộn rồi. Cái gì kêu thế? Dậy thôi bác cháu ơi. Này cháu, muộn quá rồi, cháu quên gáy à? Hả? La 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 ta la ga ga la ta la 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 ta la ga ga la ta. Dở hơi à? Gà chẳng là gà thì là gì? Lỡ hết cả bữa sáng lại còn hát với cả họ. Này, có im đi không?
Ơ, anh chó cũng có màu các cậu ơi. Hả? Ê, ơ. Mình sẽ đánh một giấc đến tối. Làm gà dễ chịu thật. Mình cũng về chuồng thôi. Anh chó đi gác hả? Ơ, à, tôi đi kiểm tra ấy mà. Đói quá. Tối quá, chả nhìn thấy gì. À, à. Hả? Có tôi đây, chuyện gì vậy? Cáo. Cáo, đuổi nó đi. Cáo đâu? Đâu phải việc của mình. Cáo kia, dừng lại. Anh gà nguy rồi. Bác tới đây. Anh có đau không? May quá, có bác Châu đến cứu. Anh chó đâu? Sao anh ta hèn thế nhỉ? Ừ, phải đấy. Đúng là vô tích sự. Mỗi việc trong nhà mà cũng không làm nổi. Ổn rồi, các cháu về ngủ đi, sáng mai còn làm việc. Ôi. Chỉ vì Hiếu Thắng mà ra nông nỗi này. Hay là tới chỗ cụ Rùa? Tớ lại là chó rồi. Tớ cũng là gà này. Chó trong nhà, ngày gà ngày sáng. Chuyện muôn đời chờ mang ra đổi. Chà, đúng giờ ghê. Cứ ngủ thoải mái đi.
Làm sao bắt cướp được? Ừ nhờ, chúng mình còn nhỏ yếu cả, nhưng tớ vẫn tập luyện hàng ngày. Nào, lại cả đây làm theo tớ. Tớ phải ăn nhiều cho chồng lớn. Ôi trời ơi, cứu tôi với! Chúng nó giết tớ! Chúng nó Wow, chúng nó đông lắm, sợ quá, tôi chết đây. Ôi đau quá, tôi chưa chết à? Không lo, có chúng tôi đây. Gì thế? Hóc rồi, hóc quá, hóc. Xin lỗi. Thôi, để tôi đi tìm thức ăn khác nhá. Đói quá. Tôi sẽ tìm lá thuốc để chữa vết thương cho anh. Đau quá. Chúng tôi sẽ truy tìm bọn cướp. Tôi đi đây. Sợ quá, chết mất. Đau quá. Sợ quá. Đói quá. Sao mình phải ngủ bờ ngủ bụi bã nhỉ? Đúng là mấy thằng gà ngố. Cái này là mồi cho chuột tốt đấy. Úi dồi. Võ đây, luyện võ đây. Ôi, anh mèo, ôi, mèo, anh làm sao vậy? Không thấy à, cút ngay khỏi nhà tao. Kìa anh mèo, nhà của chúng tôi chứ. Nhưng từ nay là nhà của tao. Cút. Tức quá, tức quá. Thế mà các cậu còn ngủ được? Cũng sắp sáng rồi đấy nhỉ. Ngủ sao được, thức cả đêm còn chưa nghĩ ra cách lấy lại nhà đây. Đói rồi đấy. Có chuyện gì đấy các con?
cháu cảm ơn bác Ngỗng ạ. Các cháu nghịch cần hổ thế, nguy hiểm lắm. Lần sau đừng thế đấy nhá. Không, không ạ. Có tên mèo hoang đến chiếm nhà. Đánh đuổi chúng cháu đây. À, thằng này bác biết. Theo bác về nhà nào. Nhanh. Mẹ sẽ về ngay. Nhớ lời bác chưa nào? Vâng ạ. Mèo hoang cút đi, mèo hoang cút đi, trả lại nhà cho chúng tôi. Lại là bộ ngỗng già, tránh đi lạ hơn. Đồ kẻ cướp, trả lại nhà ngay, nhà của chúng tôi. Hãy trả lại nhà rồi cút ngay. Có giỏi thì rúc vào hang chuột mà sống nhá. Tha cho tôi. Thế là xong. Từ nay có việc gì thì cứ gáy ba hồi dài gọi bác. Vâng ạ. Thôi, tớ phải về luyện tập để còn bảo vệ các cậu, bảo vệ nhà mình chứ. Đang đông vui thế này, có bác Ngỗng rồi, lo sợ gì nữa. Ê, các cậu ơi, tớ nghĩ ra rồi, lại đây nào. Lại ngã rồi hả? Có đau không? Đói chưa? Chưa. Chúng mình phải làm việc này, không thể cái gì cũng nhờ người khác, chả hay tí nào. Nào, đấy, mỗi người một việc, phải làm ngay thôi. Ê, yeah. Tớ xong trước rồi nhá. Ê, dừng lại ngay. Tao đã về đây. Đêm nay rúc vào bụi rậm ngoài hồ mà ngủ nhá. Chào anh mèo hoang ạ. Chắc anh ngủ được, trông anh khỏe hẳn ra. Thưa anh, chúng em đau ốm luôn, xin anh thương tình ạ. Bọn ranh con làm tao đau ê ẩm khắp người mấy hôm nay. Cút hết khỏi nhà tao. Cút ngay, cút ngay, cút. Chúng tôi sẽ chống lại. Chúng tôi sẽ tìm bác Ngỗng. À, lão, để xem chúng mày có kịp gọi mụ Ngỗng già không. Chưa đâu, ba thằng nhóc. Đợi đây, chạy đâu. Còn dám mò đến đây nữa không? Đồ kẻ cướp. Sợ chưa? Sợ rồi. Xin các anh tha cho. Nhớ đấy. Chúng ta tha cho. Cút ngay. Đừng bao giờ làm việc độc ác nữa. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Sợ rồi. Ôi đau quá. Ha 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 ha